Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện audio Hôm nay mình sẽ gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai tập 3 Sáng mỗi ngày ngưng tụ bảy phách Hắn liền sống một ngày thoát ly nguy hiểm Vào huyện nhà Lý bộ gõ cửa một chỗ nhà phòng bên trái Nam tử trung niên dựa bàn xử lý hồ sơ ngẩng đầu lên Khi nhìn thấy hắn kinh ngạc nói Lý mộ sao người lại tới đây Lý mộ cười cười nói chú bộ đầu ta tới đưa tin chú bộ đầu đứng lên hỏi thân thể ngươi thế nào rồi lý mộ nói đã tốt hơn rất nhiều nhàn rỗi cũng nhàn rỗi ta đến nhà môn xem có chỗ nào để có thể giúp được hay không chú bộ đầu kinh ngạc nhìn hắn hỏi ngươi thật sự không tính dưỡng chút nữa cho dù ngươi không đến huyện nha bồng lọc tháng này nhà môn vẫn sẽ bình thường phát cho người. Không nghỉ dưỡng nữa, Lý Mộ xấu hổ nói, không có công nhận lọc cả ngày ở nhà, tiền này ta cần cũng không yên tâm. Hưởng miễn phí tất nhiên thích, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn rất nhiều. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, đây là hình dung chân thật về tình trạng trước mắt của Lý Mộ. Trước kia người cũng không phải là như vậy, Nhặt gàn sợ phiền phức Gặp chuyện có thể trốn là trốn thôi chu bộ đầu dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn hắn nói Nếu không phải pháp khí Nghiệm hồn chưa có phản ứng Ngươi cũng có ký ức trước kia Ta thực sự hoài nghi Ngươi có phải là yêu vật này Bị đoạt giá rồi hay không Trong lòng lý mộ hơi kinh hãi Xem ra mình biểu hiện Vẫn có chút khác thường Trên mặt lại lộ ra nụ cười nói Lần trước chính là ở bên ngoài xảy ra chuyện, nhà môn không phải sợ, so đo với nhà ta càng là an toàn hơn sao? Chú bộ đầu ngẩn, ngẩn ra một phen, sau đó mới nói, Người quả nhiên vẫn là lý bộ kia, muốn về huyện nha thì về đi, bây giờ nhà môn không có việc gì, ngươi về phòng trực của mình trước, nếu có chuyện, thành cô nương sẽ truyền đến cho ngươi. Huyện nha, chia làm ngoại nha cùng nội nha. Nội nha là nhà ở của huyện lệnh đại nhân, chưa có trải qua cho phép không thể vào. Ngoại nha là nơi các quan làm việc, có hơn 10 phòng trực diện, tích không lớn lắm. Lý mộ đi đến ngoài phòng trực của mình, còn chưa có cửa, đã nghe được bên trong truyền đến một đợt tiếng vàng phốc phốc. Đại đại, còn mẹ nó, sao mà lại tiểu đây? Đây là thanh âm suýt Su, suy sút vô cùng của Trường Sơn Lý Mộ đi vào nhìn thấy Trường Sơn Lý Tứ cùng một lão vây quanh ở trước bàn gã nhìn thấy Trường Sơn một cái nói các người lại lừa tiền của Lão Vương không sợ bị Đầu Nhi biết sao Trường Sơn nhìn thấy Lý Mộ vẻ mặt trên mặt thong thả nói người không nói ta không nói Lão Vương không nói Đầu Nhi sao có thể biết được Lý Bộ nhìn chăm chăm lão lại kia nói Lão Vương còn không mau trở về Lát nữa đầu nhi của chúng ta đến đây Các người một người cũng không chạy được đâu Lão Vương là thư lại huyện Nha Ở huyện Nha mấy chục năm Chủ yếu phụ trách bên soạn hộ tịch Cùng với sửa sang lại một ít hồ sơ án kiện Lão tuổi tuy lớn Trái tim cờ bạc lại còn trẻ tuổi Thường xuyên tới nơi này đánh bài bạc Với trường Sơn và Lý Thứ Mười lần có chín lần là thua Tiên hung hung hồ hồ trở về Lão Vương nhặt lên mười mấy đồng tiền Ở trên bàn cười nói Là Lý Mộ à Thân thể tốt hơn chút nào chưa Ta nghe Trương Sơn nói Ngươi bị yêu tà câu hồn Khỏe hơn gì Khỏe hơn rồi Khỏe hơn rồi Khỏe hơn rồi Lý Mộ phớt phớt tay đối với Lão Lại nói Đúng rồi Lão Vương Người cứ ở phòng trực đừng đi lung tung Lát nữa ta tìm người có việc đấy Trương Sơn nhìn Lão Vương giữ lại nói Ây Lão Vương chờ một chút đi chứ Làm hai ván nữa đi Thấy tốt rồi thì dừng tay Lý mộ liếc mắt nhìn hắn nói Lão Vương lớn tuổi rồi Đi đứng còn không tiện Kiếm tiền cũng không dễ dàng Các người đừng thắng lão mãi Cái gì bảo chúng ta thắng hắn Trương Sơn vẻ mặt bớt mãn nói Vừa rồi ta thua tận 10 đồng, 14 đồng tiền đây này. Lão Vương hôm nay vận khí quá tốt rồi. Lý mộ không tiếp tục đề tài này quay sang hỏi. Đầu nhi đâu? Đầu nhi vừa rồi ra ngoài. Trương Sơn kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Người tìm đầu nhi làm gì? Lý Thanh không có mặt. Lý mộ phất phất tay nói. Thôi, ta tìm lão Vương cũng tương đương. Lão Vương ở huyện Nga Không chỉ là quản hộ tịch, tư liệu hồ sơ báo án của dân chúng huyện Dương Khâu cũng đều sẽ quay tay cũng đều sẽ qua tay của lão. Lý Mộ muốn từ bên trong tìm một ít đơn chuyện đơn giản, không có nguy hiểm, hơn nữa độ khó không lớn để làm để tìm kiếm cơ hội thu thập bảy thứ tình cảm. Xoay người rời khỏi, hắn lại như là nhớ tới cái gì, nhìn trương sơn đang nhàm chán đùa nghịch xúc sắc nói ta chờ với người hai ván thế nào người trương sơn ngẩn ra một phen kinh ngạc nói người trước kia không phải chưa bao giờ chơi sao lý mộ nói hôm nay bỗng nhiên muốn chơi một chút được được được, được. trương sơn mừng rỡn hỏi chơi cái gì lý mộ nói thì chơi lớn nhỏ đi không bao lâu trong phòng trực liên thường xuyên truyền đến tiếng cười của trương sơn <laughs> một hai ba tiểu ta thắng năm năm sáu đại ta thắng sáu 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 <laughs> người thua hai đồng chỉ một lát sau lý mộ đã thua mười mấy đồng tiền bộ khoái trong nhà môn ngày thường chơi cũng đều là số nhỏ từng đồng tiền một thua cũng không thua bao nhiêu tiền người khác đều coi đây là tiêu khiển ngẫu nhiên chơi chỉ có Trương Sơn làm không biết mệt. Trương Sơn thắng tiền, tâm tình rất vui vẻ, khóe miệng cũng sắp rách tới mang tay rồi. Lý mộ lại đưa cho hắn một đồng tiền hỏi. Còn chơi không? Không chơi nữa, không chơi nữa. Trương Sơn thu hồi xúc sắc, tựa vào trên ghế, bòi hoài nói. Cái chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Chơi với người vắng đầu quá, Trần cũng không có chút mềm nhũn. Lần sau, để lần sau lại chơi đi. Lý mộ gật gật đầu nói Nói rồi đấy nha Ngày mai tiếp tục Ta đi tìm lão vương trước đây Một lát sau Một gian phòng trực khác Lão vương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý mộ nói Hôm nay mặt trời thật đúng là mọc từ phía tây Lý mộ ngươi mà chủ động tìm việc làm Lý mộ không khách khí nói Bớt nói nhảm đi Màu giúp ta nhìn xem có hay không trong bộ khóa nha dịch huyện nha lão vương là qua lại với ba người bọn lý mộ nhiều nhất vì không để lão hoài nghi lý mộ nói chuyện với giọng điệu cũng tràn đầy tuy tùy tiện lão vương cũng chưa phát hiện ra khác thường vừa lật xem hồ sơ trên bàn vừa nói người đợi một chút để ta tìm lật vài tờ lão rút ra một tờ giấy nói Nơi này có một cái Trường gia thôn xuất hiện một việc lạ Dê trong nhà mấy thôn dân không biết bị cái gì cắn chết Cả người không có một giọt máu Huyện nhà còn chưa phải người đi thăm dò Người muốn đi không? Lý mộ không chút do dự nói Cái sau đi Gia súc bị hút khô máu toàn thân mà chết Đây rõ ràng là thứ loại yêu quỷ mà làm Lý mộ rất rõ mình có mấy phần cân lượng không đáng vì một chút cảm xúc vui sướng mà mang mạng mình đặt vào. Lão Vương tiếp tục tìm, một lát sau lại rút ra một tờ giấy nói. Nơi này còn có một cái, mấy người đánh cá phụ cận Vịnh Bích Thủy, đăng báo huyện nha nói trong Vịnh Bích Thủy có thủy quái tác quái, người đến không mau chân đi xem chút xem. Cái tiếp theo đi. Lão trà trường viên ngoại vừa hạ táng bảy ngày, mộ đã bị người ta đào, thi thể cũng không cách mà bay. N người nếu muốn hỗ trợ thì đi tìm xem. Dừng, 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 dừng. Lý bộ làm một cái động tác đối với Lao Vương hỏi. Đừng luôn yêu này, quỷ này, thi thể này. Người nơi này không có án người bình thường có thể tra sao? cái này đã tính là rất bình thường rồi lão vương nhún vai nói chủ huyện lần cận có cường thi quấy phá người cả thôn đều thi biến rồi quận chủ đại nhân đang triệu tập người tu hành các huyện phụ cận đến trấn áp Người muốn đi không lý mộ liên tục xua tay không được không được thôi xin cáo từ sự thật chứng minh ở thế giới huyền bí này không có chút tài năng, ngay cả bộ khoái cũng không làm nổi. Lý Mộ cũng muốn làm việc tốt, cũng muốn trừ hại cho dân, ngại là lòng có dư mà lực không đủ. Nếu trong nhà môn không có chuyện hắn có thể đảm nhiệm, Lý Mộ đành phải đưa cũng Lý Mộ đành phải từ đưa lão bà lạc đường về nhà mà bắt đầu từng chút một tích góp tình cảm vui sướng chậm rãi ngừng phách. Đáng tiệc lão bà lạc đường không phải mỗi ngày đều có thể gặp được lý mộ ở bên ngoài lượn lờ tới trời tối cũng chưa gặp được một vị đừng nói người hắn ngay cả quỷ cũng chưa gặp được một tên trong đêm đen lý mộ đi một mình ở trên đường khi sắp đi đến cửa nhà bỗng nhiên cảm giác được cả người rét run một trận lý mộ ngẩn ra một phen bây giờ đang là mùa hè gió đêm thổi ở trên người nên ấm áp nhu hòa nhưng vừa rồi trận gió đó lại thổi hắn phát lạnh khắp cả người tóc gáy dựng thẳng bỗng nhiên trong lòng lý mộ xảy ra cảnh báo ngay quay phát đầu lại nhìn về phía sau trên đường trống rỗng cái gì cũng không có lý mộ thi chuyển thật dẫn đường nhanh chóng mang một tia pháp lực kia của lý thanh để lại trong thân thể hắn vận chuyển tới mắt một gương mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một khuôn mặt không có bất cứ màu máu gì, cách lý mộ cử gần đã sắp dán ở trên mặt hắn. Một đôi con mắt màu trắng đang nhìn chầm chầm hắn. Úi rồi, ôi! Đột nhiên gặp kinh hãi cỡ này, toàn thân lý mộ phát lạnh, ngay cả trái tim cũng ngừng một nhịp, theo bản năng bước nhanh lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với khuôn mặt quỷ kia trong đêm đen khuôn mặt quỷ đó nhếch miệng cười bỗng nhiên hướng về phía trước thổi khí lý mộ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ập tới tựa như mang linh hồn của hắn cũng đông lạnh hắn muốn thoát đi lại ngay cả đơn giản bước ra một chân cũng không bước được lý mộ ý thức được hắn thật sự đã gặp quỷ rồi không phải âm linh cấp thấp nhất một con này lã quỷ có thể khống chế âm khí khí công công kích Lý mộ không thể khống chế thân thể, nhìn quỷ vật kia chậm rãi đến gần, trong lòng lo lắng vô cùng. Ngay ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được ngực ấm áp một trận. Nơi đó có một lá bùa giấy của Lý Thanh giao cho hắn, Lý mộ nghe lời nàng, luôn mang theo bên người. Chỗ ngực truyền đến dòng nước ấm tràn vào thân thể hắn, đuổi đi hàn ý ở trong cơ thể hắn, cũng khiến hắn trở về đạt được quyền chi phối thân thể. Lý mộ không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này của hắn tung chân hướng huyện Nga chạy như điên. Hư ảnh kia đứng ở phía sau Lý mộ nhếch miệng cười nói Người chạy không thoát đâu. Trong đêm đen, Lý mộ hướng về phía huyện Nga liều mạng chạy như điên. Quỳ vân có chút đạo hạnh đều không phải là người bình thường có thể địch nổi. Người thường có bảy vách hộ thể, quỳ vân thường không dám tới gần hắn lại cái gì cũng không có. Hồn chỉ có thể phun âm khí công kích, nói rõ đối phương ít nhất cũng là ác quỷ cấp bậc quán linh. Lý mộ vừa mới bước vào giới tu hành, chưa có bất cứ thủ đoạn nào để đối phó. Mặc dù biết mình không địch lại, Lý mộ vẫn đã đã đánh giá thấp thật sự lợi hại của quỷ vật kia. Hắn chỉ chạy ra hơn 10 bước, liền cảm thấy người phát lạnh lần nữa, không thể động đậy chút nào. Quỷ vật đó bay tới trước mặt hắn âm trầm nói Thế mà lại được một người không có bảy phách Không có bảy phách Người cũng không sống được bao lâu Hôm nay ta nuốt ba hồn của ngươi Giúp đạo hạnh ta tiến thêm một bước nữa a à di đà Phật Lý mộ lòng như lửa đốt Dốc sức giải ruộng Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu Tiền âm lọt vào trong tay Lý mộ bỗng nhiên phát hiện Hắn lại nắm giữ chủ quyền thân thể Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước Dưới ánh trăng Một hòa thượng tay trái cầm bát Tay phải cầm một cây tiền trượng Đang đứng hướng về bên này chậm rãi đi tới Lý mộ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hòa thượng này Từ thủ đoạn gã vừa rồi Phá giải hiểm cảnh của mình có thể nhìn ra Hòa thượng này nhất định có mấy chiều Ít nhất lợi hại hơn rất nhiều Quỳ vật nhìn thấy hòa thượng đó trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn âm trầm nói. Giã hòa thượng, ở nơi đâu ra dám có gan phá hỏng chuyện tốt của ta? Hòa, oh, hòa thượng từ từ nói. À gì đà Phật, bần tăng huyền độ đến từ chùa Kim Sơn không phải giã hòa thượng. Chùa Kim Sơn, cái tên này nghe đã có một loại cảm giác an toàn không tên. Trong đầu Lý Mộ không khỏi hiện ra một hòa thượng áo trắng biết niệm, Đại Uy Thiên Long. Ngày lúc này, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió âm, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm, tiếng quỷ vân càng thêm âm trầm. Quản ngươi là chùa Kim Sơn hay là chùa Ngân Sơn, hôm nay nếu như ngươi phá chuyện tốt của ta, ta ngay cả hồn phách của ngươi cũng nuốt. Lý mộ bị trận gió âm này thổi thân hình không đứng vững, thân thể hòa thượng nguy nga bất động, thường xót nói. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đồ, người vì bản thân tu luyện, đạt hồn vách người ta, thiên đạo không tha, đã phạm nghiệp chướng không bằng để bần thăng độ người một lần, tiêu trừ nghiệp chướng cũng dễ dàng vãn sinh cực lạc. Quỷ vật đó tựa như biết hòa thượng này không dễ chọc, sau khi rít lên một tiếng trong thân thể bỗng tuôn ra một đám sương đen bao phủ thân hình nó sương mù đen quay cuồng bất định tốc lại lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn trong chớp mắt đã mang lý mộ cùng hòa thượng kia bao phủ ở trong đó chỉ là khi sương mù đen này sắp va chạm vào bọn họ lại như là gặp cái gì trở ngại không có thể tiến về phía trước mảy may Hòa thượng một tay nâng bình bát, một tay cầm thiên trượng, thất vọng nói. Người thật sự không muốn để bần tăng độ người sao? Vậy thì xem người có bản lãnh này hay không? Trong sương mù đen truyền đến thanh âm sắc nhọn, Hòa thượng thở ra một tiếng mang bình bát trong tay giao cho Lý Mộ nói. Tiểu thí chủ, có thể thay bần tăng bảo quản một lát hay không? Sương mù đen quay cuồng bất định, Lý mộ có bao giờ gặp được loại trận thế này, sinh mệnh lần thứ hai của hắn đến không dễ, trông chờ hết ở trên thân hòa thượng này. Hắn không chút do dự tiếp nhận cái bình bát này, chỉ là cái bình bát này không biết là chất liệu gì, so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn rất nhiều. Lý mộ lập tức không cầm chắc, suýt chút nữa rời tay, gian nan nâng ngó lên hoàn toàn không giống hòa thượng một tay nâng bát thoải mái như vậy. Hòa thượng nắm thiền trượng Nhìn về phía sương mù đen cuối cùng nói Bần tăng hỏi lại người một câu Người rút cuộc để cho bần tăng độ người hay không Trong sương mù màu đen chưa chuyển đến bất cứ thanh âm gì Nhưng quay cuồng càng thêm kịch liệt Từng móng vuốt đen do sương mù ngưng tụ Hướng trên người hòa thượng và lý mộ chộp tới Bình bạt trong tay lý mộ bỗng tàn mát ra hào quang màu vàng nhạt, móng vuốt vươn về phía hắn dễ dàng bị sụp đổ. Lý mộ lại nhìn hòa thượng kia, chỉ thấy loại vẻ mặt thương trời xót. Chỉ thấy loại vẻ mặt thương trời xót người kia ở trên mặt gã không còn nữa. Ngược lại có chút hồn hà hồn hẹn, hai tay cầm lấy tiền trượng lao vào trong sương mù màu đen. Sau đó Lý Mộ liền nghe được trong sương mù màu đen vang lên một trật rầm rầm, cùng với hòa thượng tức giận mắng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt lão bần tăng là lẻ mặt ngươi đúng không cái đồ nẻ mặt mà không biết điều này cũng chưa ra ngoài hỏi xem danh hiệu của huyền độ ta bần tăng muốn độ ngươi đó là nẻ mặt ngươi bao nhiêu người cầu bần tăng độ bần tăng cũng không độ đây đừng có nẻ mặt mà không biết điều lúc này bần tăng giữ một mạng chó người trước Lát nữa người có để ngoan cố Bần thăng khiến cho người hồn phi phách tán Lý mộ hai tay nâng bình bát Mặt nhìn thấy sương mù đen Từ trạng thái sôi trào quay cuồng Dần dần bình ổn tiêu tán Sương mù màu đen tan đi Bóng người hòa thượng lần nữa hiển hiện ra Gã một tay cầm thiên trượng Trên mặt lại khôi phục vẻ mặt Xót xa cho đời Đi đến bên người lý mộ Tiếp nhận bình bát mềm cười nói Đà tả tí chủ lý mộ Bộ nuốt một ngụm nước bọt lầm bầm nói cũng không, không có gì hòa thượng lại niệm một tiếng phật hiệu a à di đà phật thí chủ không cần lo lắng ác à quỷ kia đã bị bần tăng thu phục bần tăng sẽ dùng phật pháp độ hóa nó dẫn đường nó đi lên chính đạo dứt nơi gã liền xoay người rời khỏi chưa đi được hai bước lại như là nhớ tới cái gì quay đầu mang một chuỗi Phật trâu trên cổ tay lấy xuống đưa cho Lý Mộ nói. Bần tăng thấy thí chủ bảy phách mất hết, nhưng thân thể lại ẩn trước tình cảm buồn vui, xác nhận tu công pháp đạo môn. Nhưng thí chủ pháp lực thấp, không chấn được đám yêu ma quỷ quái kia. Chuỗi Phật trâu này tặng cho thí chủ có thể đảm bảo thí chủ không bị tà mị yêu vật tầm thường tới gần. Lý mộ lúc này mới phản ứng lại Vội vàng tiếp nhận Phật Châu khom người nói Đà tạ ẩn cứu mạng của Đại sư A-di-đà Phật Giúp người tức là giúp ta Tiếng hòa thượng nhỏ dần cuối cùng hoàn toàn biến mất Lý mộ đứng ở trên đường không có một bóng người Ác quỷ cũng không còn Sương mù màu đen không còn Hòa thượng cũng không còn Nếu không phải chuỗi Phật Châu kia còn ở trên tay hắn thậm chí cho rằng vừa rồi đã sinh ra ảo giác ác à quỷ là thật sương mù màu đen là thật hòa thượng cũng là thật Tiểu chuột nữa không còn nữa mà là hắn vừa mới tới thế giới này chưa được mấy ngày lý mộ liền lại một lần nữa trải qua nguy cơ sinh tử hung hiểm tình huống tối nay khiến hắn ý thức được hắn không thể tiếp tục như vậy nữa không có bởi phách ở trong mắt quỷ vật hắn là hải đăng liên tục sáng lên. Ở trước khi ngưng tụ ra bảy phách, sự tình hôm nay rất có thể xảy ra một lần nữa. Một lần này hắn trùng hợp gặp được hòa thượng, gặp được chuyện bất bình, lần sau, lần sau nữa thì sao? Hắn không có khả năng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, ngày mai phải hỏi Lý Thanh một chút, có biện pháp gì hay không, có thể để cho hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Lần sau nếu lại gặp bọn yêu quỷ Cũng không đến mức không có chút chống cự chút nào Hắn từ ngực lấy ra tờ giấy bùa kia Trải qua chuyện vừa rồi Pháp lực ẩn chứa trong lá bùa đã tiêu hào gần hết Lý mộ cất ló đi Sau đó mang chuỗi vật châu đeo ở trên cổ tay Khi về phía nhà Một đêm không ngủ Sắc trời vừa sáng, Lý Mộ liền từ trên giường bỏ dậy sau khi rửa mặt đơn giản đứng ở cửa chờ đợi. Lý Thành có thói quen luyện tập buổi sáng, con đường bên cửa này là đường nàng phải đi qua, chỉ là hôm nay sáng sớm có sương mù, ngoài mấy chục bước là một mảng trắng xóa, trên đường có một người đi đường cũng không có, cũng không biết nàng hôm nay còn có thể đến hay không. Lý Mộ đứng một lúc chưa đợi được Lý Thành, cửa sân cách vách trái lại đã mở ra. Nữ tử tên là Liễu Hàm Yên mang một chậu nước bẩn hắt ở cửa, không có cho Lý Mộ chút hòa hoãn nào, sau khi hừ lạnh một tiếng lại trở về nhà, đóng cửa sân thật mạnh. Lý mộ bây giờ căn bản không có tâm tư khiêu khích cơn giận của nàng. Tối hôm qua, kinh hồn táng đảng. Hắn hôm nay đêm không ngủ, sợ trước giường lại xuất hiện âm linh lệ quỷ gì. Sáng sớm ngồi ở bậc đá chỗ cửa, cơn mệt mỏi trái lại ập tới từng cơn không biết qua bao lâu lòng hắn sinh ra cảm ứng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy trong sương mù dày đặc đã dần dần tiêu tán rốt cuộc xuất hiện một bóng người mảnh khảnh lý mộ đứng lên vội vàng nói đầu nhi lý thanh hôm nay hiếm thấy mặc một cái váy màu trắng một tay cầm kiếm một tay khác cầm quyển sách nghiêng đầu nhìn lý mộ một cái bước chậm bước chân chạy chậm chậm rãi dừng lại hỏi người ở chỗ này chờ ta lý mộ sắc mặt nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề nói đầu nhi ta tối hôm qua lại gặp quỷ lý thanh kinh ngạc nói lại có âm linh tìm ngươi hỗ trợ không phải lý mộ lắc lắc đầu mang tình hình tối qua gặp phải ác quỷ kia miêu tả kỹ một lần sắc mặt lý thanh hơi ngưng trọng không tin tưởng nói nó có thể khống chế âm khí công kích, thậm chí có thể dùng âm khí ngưng tụ thành vốt quỷ. Đó là ta tận mắt nhìn thấy đấy. Lý mộ gật gật, gật, gật đầu nói nói. Đầu nhi, ta đêm qua là gặp oán linh sao? Thông qua Lý Thành, hắn đại khái hiểu biết cấp bậc của quỷ vật cùng quỷ tu. Quỷ vật cấp bậc thấp nhất đó là âm linh giống như Trương Vương Thị. Chúng nó thực lực thấp kém, chỉ có thể duy trì trạng thái linh thể, không thể đả thương người, thậm chí không thể hiện ra trước mặt người ta. Trên âm linh là oán linh, oán linh đã được thực lực nhất định có thể khống chế âm khí đả thương người. Trong vụ án hàng năm của huyện Na có không ít cái là oán linh quấy phá. Là oán linh. Lý Thanh gật gật đầu nói, nhưng không phải oán linh tầm thường, có thể khống chế âm khí ngưng tụ thành vuốt quỷ, đạo hạnh của nó đã cực cao, chỉ kém một bước thì có thể trở thành ác linh cảnh giới thứ ba. Ác linh, lý mộ bị dọa giật mình. Quán linh tuy có thể đả thương người, nhưng người bình thường có bảy phách hộ thể cũng không sợ gì. Ác linh lại khác, đó là quỷ vật cấp cao có thể ngưng tụ thực thể tạo thành thương tổn thực tế đối với con người. Mỗi một lần xuất hiện ác linh, huyện nha đều xếp vạn phần coi trọng. Lý Thành bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ nói Để ta nhìn xem chuỗi Phật Châu kia Lý Mộ cầm Phật Châu trong tay tháo xuống đưa cho nàng Lý Thành cầm lấy chuỗi Phật Châu đó Cảm ứng một phen nói Chỉ luận pháp lực Chỉ sợ cho dù ta cũng không phải là đối thủ của quá linh kia May mà có vị cao nhân Phật môn kia Bằng không Người hôm nay đã không gặp được ta ở trong mặt lý mộ lý thanh đã là cao nhân trong truyền thuyết rồi ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của quỷ vật đó điều này làm lòng hắn lập tức chìm xuống đáy vực hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi chẳng lẽ không có biện pháp khắc chế những quỷ vật đó sao có mặc kệ là phật môn hay đạo môn đều có phương pháp khắc chế yêu quỷ lý thanh nhìn hắn nói nhưng pháp lực của ngươi quá mức thấp kém, không học tập được bất cứ thần thông nào. Mà đạo thuật thì... Lý Thành lắc lắc đầu nói, thi triển đạo thuật tuy không cần pháp lực thâm hậu cỡ nào, nhưng đạo thuật ở bất cứ tông phái nào cũng là bí thuật chỉ có một số rất ít người mới có thể nắm giữ. Ta cũng không hiểu. Hơn nữa, phàm người học tập đạo thuật đều phải phát lời thể đạo đạo thuật bổn môn không thể lén truyền ra ngoài. Thề đạo khác với lời thề của người phàm, mà là tương tự loại thần thông nào đó, trái với lời thề nhất định chịu trời phạt. Là một người trong những chuyện người tu hành kiên kỵ nhất. Con đường này xem như đi không thông. Lý Mộ nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy có cách nào nhanh chóng tăng cường pháp lực không? Lý Thanh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc hầu như là gian dạy nói người phải nhớ kỹ tu hành không có bất cứ đường tắt nào một mặt theo đuổi tốc độ tu hành không phải là hại người chính là hại người đây vẫn là lần đầu tiên lý thanh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn lý mộ sau khi ngẩn ra một phen liền gật đầu nói ta biết rồi lý thanh nhìn nhìn hắn giọng điệu thả lòng một chút nói ta chỉ là không muốn ngươi lầm đường lạc lối. Người tu hành, gian khổ dị thường, có vô số người tu hành không chịu nổi tu hành tịch mịch, đi lên con đường tà đạo, bọn họ vì tu hành không từ thủ đoạn, đoạt hồn phách người ta, lấy tinh huyết người ta, loại tà tu này ở giới tu hành, ai cũng có thể giết, mặc kệ bọn họ tu vi cao bao nhiêu, cũng khó thoát được chế tài. Một tháng trước, một tà tu động huyền cảnh, bị cao thủ hai phái Phật đạo liên thủ diệt sát, ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Lý mộ vỗ vỗ ngực cam đan nói, đầu nhi yên tâm, ta tuy thực lực thấp kém, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý này. Tu hành đã không có đường tắt, cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, hắn ăn ở đều tại huyện nhà, hắn cũng không tin những thứ hủy cái kia dám đến huyện nhà hại người. Dù sao đã làm tốt tính toán tệ nhất, Lý Mộ trong lúc viết thời cũng không để ý đến yêu quỷ gì. Một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh hỏi, Đầu nhi, đạo thật là cái gì? Thần thông Lý Mộ biết, gánh núi, gánh nước, mượn gió, bảy xương, ẩn hình, dáng dấu, tùng tích. Ẩn hình, dáng dấu, tung tích. Những thứ này đều thuộc loại thần thông đạo gia, khi pháp lực bản thân tích lũy đến cảnh giới nhất định có thể tụ tập những thần thông uy lực bất phàm này mà đạo thuật hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói thần thông và đạo thuật thật ra đều là pháp thuật lý thanh giải thích chẳng qua thần thông là người tu hành lấy pháp lực bản thân thi chuyển pháp thuật người tu hành pháp lực càng thâm hậu thì thần thông uy lực càng lớn mà đạo thuật là dẫn lực lượng trời đất làm phép yêu cầu đối với đạo hạnh người tu hành cũng không cao uy lực lại cường đại hơn đạo thuật so sánh với tần thông yêu cầu đối với pháp lực thấp hơn uy lực lớn hơn lý mộ đương nhiên càng muốn học tập thứ trước hơn chẳng qua lý thanh vừa rồi cũng nói ngay cả nàng cũng không biết đạo thuật lý mộ cũng liền không nhớ mãi nữa là ta cân nhắc không chu toàn mới để ngươi gặp được nguy hiểm. Lý Thành nghĩ nghĩ, đưa bội kiếm của mình cho Lý Mộ nói, cầm lấy. Lý Mộ ngẩn ra một ven, trong trí nhớ của hắn, thanh kiếm này nàng cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi người. Lý Thành nói, kiếm tên là Thanh Hồng, là một pháp ký mang theo nó yêu quỷ tâm thương, Ngươi liền không cần sợ hãi nữa. Vậy thì ngại lắm, cầm lấy. Giọng điệu Lý Thanh không cho phép nghi ngờ Lý Mộ đành phải tiếp nhận bộ kiếm của nàng. Quyển sách này cũng cho ngươi. Lý Thanh lại mang quyển sách trong tay đưa cho hắn nói. Trên đây ghi lại một ít chuyện của giới tu hành. Ngươi có thời gian xem một chút. Đây đều là thứ ngươi nên biết đến. Trong... Trong nói chuyện với Lý Thanh, Lý Mộ ý thức được hắn đối với chuyện của tu hành vẫn biết ít, biết vẫn là quá ít sau khi tiễn lý thanh hắn lập tức tựa vào trên cửa sốt tuột không chờ nổi mở các quyển sách ở trên tay tu hành chín cảnh giới hạ tam cảnh trung tam cảnh thượng tam cảnh hạ tam cảnh chính là luyện phách ngưng hồn tụ thần trung tam cảnh là thần thông tạo hóa động huyền. thần anh phù dẫn lôi phù tâm quỷ phù con diều điều tin tiên nhân chỉ lộ hồ phong hồ phong chú dẫn lôi chú huyệt sạt chú trong quyển sách này không chỉ có ghi lại chi tiết cảnh giới tu hành của đạo môn còn có mấy phù triện thủ ấn trưởng quyết của các thứ tác dụng đặc thù cùng với lịch sử phát triển của đạo môn hơn ngàn năm trước trăm nhà tranh phong đạo môn chỉ là một nhà trong đó sau lại vì đạo môn truyền thừa cũng phát triển tiền bối đạo môn sớm nhất hợp sức biên soạn ra một bộ đạo kinh. Kinh này ẩn trước vô số điển đạo môn cũng trở thành cương lĩnh của người tu hành đạo môn sau này. Đạo kinh chia ra hai thiên môn, ngoại môn, nội môn, ngoại thiên môn, nội dung pha tạp đều cập phù lục luyện đan trận pháp bói toán thần thông là căn cơ chi nhánh lớn của đạo môn hôm nay đạo kinh nội thiên ghi lại là đạo gia chân ngôn thật sự có uy lực lớn phối hợp thủ ấn thi triển chỉ cần pháp lực mỏng manh liền có thể dẫn phát trời đất cộng hưởng hậu nhân xưng là đạo thuật đạo kinh ngoại thiên truyền lưu đời sau rộng rãi mỗi người đều có thể tu tập cũng không phải bí mật gì mà nội thiên ghi lại rất nhiều đạo thuật lại bị các tông môn của đạo môn che giấu chưa bao giờ dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác Cho nên mặc dù là đạo môn thủ ấn truyền lưu cực lớn phi thường dễ dàng đạt được, nhưng không biết nội thiên chân ngôn không thể dẫn động trời đất cộng hưởng cũng là uổng công. Lý mộ thở dài, đạo kinh hắn chưa từng thấy, đạo đức kinh trái lại có thể thuộc vài câu, không biết tên sách kém một chữ, nội dung còn hữu dụng hay không. Mà dù quỷ khiến hắn mang quyển sách đó đặt ở một bên, bắt trước thủ ấn đạo thuật nào đó trên sách miêu tả mang một tiếp pháp lực mỏng manh kia vận chuyển tới tay giọng nói thầm Đạo. oanh một tiếng hắn chỉ nói ra một chữ một lực lượng cường đại khó có thể bình dung bỗng nhiên từ bên trong hư không trào ra lý bộ phun ra một ngụm máu tươi sau đó trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết nữa cùng thời điểm dương khâu huyện nha Lý Thanh bỗng tay ôm ngực, cảm nhận được một loại tim đập nhanh khó hiểu. Chu bộ đầu từ nha phòng đi ra, trên mặt hiện ra nét mặt mê man. Thông xóm hẻo lánh ngoài huyện, một lão đạo lôi thôi, đang biểu diễn, dây trắng sinh tử. Dây trắng sinh chữ cho mấy người phụ nữ nông thôn, thân thể bỗng nhiên chấn động, ngẩng phát đầu lên, nhìn bầu trời, hắn lộn ra nét mặt kinh hãi. Bắc quận, Bạch Vân Sơn đạo môn hiện nay tổng cộng có ba phái ba tông trong đó tổ đình của phù lục phái ở đỉnh bạch vân sơn bạch vân sơn ngàn đỉnh núi que sắc mây mù lượn lờ từng dãy kiến trúc rộng lớn như cung điện ở trong mây mù như ẩn hiện trong ly cung bóng người mơ hồ có thể phân biệt ông một tiếng một tiếng chuông ngân đột ngột đánh vỡ yên tĩnh mây mù trong núi cũng bắt đầu quay cuồng bất định tựa như tôi chào các điện xôn xao, không bao lâu, từng bóng người liền từ các nơi đạo cùng bay ra, tập trung ở đỉnh ngọn núi cao nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Chuồng đạo vì sao vô cớ mà ngân lên? Chẳng lẽ có đạo thuật mới chào đời không biết là vị sư thúc nào? Khi mọi người un un nghị luận, một lão già dâu tóc bạc trắng tiền phong đạo cốt bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người ra mặt trưởng lão. Sau khi lão giả xuất hiện, mọi người lần lượt chấp tay hành lễ. Một đạo sĩ trung niên đi lên trước nghi hoặc hỏi: trưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trường đạo vì sao bỗng nhiên ngân lên? Lão giả lật tay, một trang sách phong cách cổ xưa bỗng hiện lơ lửng ở trên không lòng bàn tay của lão. Mọi người lấy thấy trang sách đó trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Trang này chính là Đạo Kinh Tàn Thiên. Trên đó ghi lại rất nhiều chân ngôn đạo thuật là cơ sở lập giáo phù lục phái, được xưng là Đạo Hiệt. Chỉ là Đạo Hiệt ngày thường bọn họ tôn sùng là thánh vật, giờ phút này lại vang ào ào, tựa là như đang run rẩy dẫn tới thiên địa linh khí nơi đây tràn đầy hỗn loạn. Vô số người mặt lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì thế mà có thể điều khiển đạo hiệt một mạch truyền thừa với đạo kinh như vậy chuồng đạo vô cớ mà ngân đạo huyệt đột ngột sinh hiện tượng lạ loại cảnh tượng quỷ dị này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng không biết qua bao lâu lực lượng trời đất hỗn loạn chung quanh chậm rãi bình ổn chàng sách đạo trong tay lão già cũng dần dần bình tĩnh ánh mắt lão nhìn xa xăm nhìn về phương xa lầm bầm đạo kinh run rẩy chưa từng nghe nói không biết là phúc hay là họa huyện dương khâu huyện thành liễu hà miên cùng tiểu nha hoàn đi ra khỏi cửa ánh mắt tiểu nha hoàn liếc nhẹ chỉ vào mặt đất bên cạnh cửa kinh ngạc nói tiểu thư nơi đó có người nằm kìa một căn phòng tràn ngập hương thơm liễu hà miên đứng ở trước giường nhìn nhìn lý mộ nằm ở trên giường quay đầu hỏi Đại phu, hắn làm sao vậy? Kỳ quái, thật kỳ quái. Lão giả thu hồi ngón tay đặt trên cổ tay của Lý Mộ, nghi hoặc nói. Vị công tử này mạch đập trầm ổn mạnh mẽ, không giống là có bệnh. Liễu Hòa Miên kinh ngạc nói, nhưng hắn sao lại học máu thế xíu? Nhìn từ trên mạch tượng, thân thể hắn quả thực không có việc gì, chỉ là có chút thiếu máu khí hư. Lão giả nghĩ nghĩ nói Người bị thiếu máu khí hư Trong váng chính là chuyện thường Trong cơ thể tích tụ học máu Cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu Nếu không như vậy Lão phu trước kê cho hắn một đôn thuốc dưỡng khí bổ huyết Đợi sau khi hắn dùng hai thang Lại xem hiệu quả xem sao Liễu Hòa Miên gật gật đầu nói Cũng chỉ đành như vậy Lão giả vuốt vuốt tròm dâu lại hỏi như vậy xin hỏi cô nương, đơn thuốc này lão phu là cây đơn thuốc thượng đẳng, trung đẳng hay là hạ đẳng? Liêu Hà Miên hỏi, có khác nhau sao? Tự nhiên là có. Lão già giải thích, đơn thuốc thượng đẳng dùng đều là được dược liệu quý báu, dược liệu đơn thuốc trung đẳng, dược liệu thấp hơn một chút, đơn thuốc hạ đẳng lại một chút nữa. Đương nhiên đơn thuốc càng cốt giá lại càng đắt đỏ, Liễu Hòa Miên nhìn nhìn Lý Mộ một cái, đôi mắt đẹp chớp chớp nói. Vậy đơn thuốc thượng đẳng đi, càng đắt càng tốt. Vãn vãn, người đi theo đại phu đi hiệu thuốc bốc thuốc. Khi Lý Mộ tỉnh lại, đầu còn vô cùng đau đớn. Hắn nhớ mang máng, hắn ở lúc dùng đạo đức kinh thay thế đạo kinh, thử thi triển đạo thuật đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hắn ngay cả cốc đầu tiên đạo khả đạo cũng chưa thể nói ra đã bị cắn trả mãnh liệt học máu té xỉu ở cửa nhà. Mà chỗ hắn bây giờ ở cũng không giống như là đường cái. Lý mộ cố sức mở mắt phát hiện hắn nằm ở trên giường. Cả, dự, cả giường có được chăn hồng nhà thương thơm thoang thoảng. Một nữ nhân xinh đẹp đứng ở trước giường mặt không cảm xúc nhìn hắn. Liễu hòa miên bình tĩnh nhìn Lý Mộ nói Người tỉnh rồi Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy hỏi Sao ta lại ở chỗ này Liễu Hà Miên nói Người vừa rồi ngất chịu ở bên ngoài Chúng ta giúp ngươi gọi đại phu Lý mộ từ trên giường xuống Chân thành cảm tạ nói Đà tạ cô nương Hắn vốt tưởng Liễu Hàm Yên bụng dạ hẹp hòi Không ngờ được lòng dạ của nàng Thế mà quảng đại như bộng bộ ngực Có thể không tính toán hiểm khích trước đó Ra tay cứu giúp Trái lại mình mang lòng tiểu nhân điều này làm cho lý mộ xấu hổ đến cực điểm liễu hàm yên xua xua tay trung quy không thể nhìn thấy chết mà không cứu lý mộ chắp tay lần nữa vẫn phải cảm tạ cô nương một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến liễu hàm yên lắc lắc đầu lại nói nhưng tiền đại phu trần bệnh cùng tiền thuốc vẫn cần tự ngươi trả ta vừa rồi đã giúp ngươi trả tiền rồi ngươi trực tiếp trả cho ta là được. Nên vậy, nên vậy. Lý mộ từ bên hông lấy ra túi tiền hỏi. Bao nhiêu tiền? Liễu Hòa Miên nói. Tiền trần bậy một chỉ. Một chỉ bạc cũng không tính là đắt. Lý mộ từ trong túi tiền lấy ra một khối bạc vụn Ước chừng hơn một chỉ đặt ở trên ngăn tủ đầu giường. Lý mộ lại hỏi. Tiền thuộc hết bao nhiêu? Liễu hòa miên không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn tính bạch ngọc sau khi gạt lách cách một trận nói tiền thuốc của tiền thuốc mười lượng ba chỉ số lẻ trừ cho ngươi người đưa ta mười lượng là được lý bộ ngay ra một lúc cho rằng mình đã nghe lầm không tin tưởng nói ừ. bao nhiêu mười lượng nếu hòa miên đầy mang mấy bao thuốc đưa cho hắn lại đưa cho hắn một phương thuốc nói đây là phương thuốc Ngươi nếu không tin có thể đi hiểu thuốc hỏi Vẹn vẹn ăn mấy bao thuốc thế mà đòi 10 lượng bạc Lý mộ tiếp nhận phương thuốc Khó có thể tin nói Mấy thằng thuốc sao có khả năng đắt như vậy Liệu quần hương người chắc không bị người ta lừa chứ Ta ngược lại muốn nhìn xem thuốc gì mà đắt như vậy Không phải là sâm núi già trăm năm Linh chi 50 năm mươi năm nh Chóp nhung hưu cực phẩm phù ô 70 năm. Lý mộ nhìn phương thuốc thanh âm dần dần nhỏ đi. Tên bán thuốc xấu bụng chết tiệt. Trong lòng Lý mộ tức giận mắng một câu. Hắn suốt cuộc biết vì sao mấy thanh thuốc này đắt như vậy rồi. Trong này hầu như đều là dược liệu quý báu không đắt với gặp quỷ. Rất hiển nhiên nhất định là vị đại phu kia thừa dịp Lý Mộ hôn mê bất tỉnh nhân sự mượn cơ hội tiếp thị những dược liệu quý báu này đại phu vô lương cùng thương nhân thuộc xấu bụng cấu kết chuyên môn lừa liễu hàm yên loại lữ tử đơn thuần thâm địa thiện lương này người ngốc người ngốc tiền nhiều này không cẩn thận đã rơi vào cái hố bọn họ đào sẵn vấn đề ở chỗ liễu hàm yên có tiền lý mộ không có Phạm là hắn lúc ấy có một tia ý thức, hắn cũng sẽ không đốt tiền như vậy. Tuy nàng là mang lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng Lý Mộ lại không thể trách nàng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ nói, Liệu cô nương, ta bây giờ không có nhiều bạc như vậy? Không sao, Liễu Hàm, Liễu Hàm Yên phất phất tay, vẻ mặt không sao cả. Người có thể viết trước một tờ giấy nợ, Người là người trong nha môn, hắn sẽ không quyệt nợ chứ đương nhiên sẽ không trong lòng lý mộ âm thầm thở dài hắn vốn đã nghe khố rách áo ôm rồi không cẩn thận lại nợ bên ngoài mời lượng lấy bỏng lọc hắn mỗi tháng năm đồng tiền bản thân ăn mặc chi tiêu cũng không đủ không biết khi nào mới có thể trả được liễu hà miên mang bút mực tới lý mộ thở dài cầm bút viết giấy nợ Giấy nợ một nội dung chia hai phần, Lý Mộ sau khi viết xong, cho ấn dấu tay của mình, một phần giao cho Liễu Hàm Yên, một phần khác tự mình bảo quản. Nội dung đại khái của giấy nợ là Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên 10 lượng bạc, ngày quy định một năm trả hết, Lý Mộ vốn không tính lợi tức cho nàng, nhưng Liễu Hàm Yên từ chối, điều này làm cho Lý Mộ càng thêm hổ thẹn, thật sự là một cô nương lương thiện hành vi của hắn lúc trước ngược lại có chút tiểu nhân từ nhà họ liễu đi ra lý mộ đầu tiên là đi hiệu thuốc một chuyến xem xem chỗ thuốc bổ này có thể trả lại hay không mấy thứ này tuy tốt nhưng hắn căn bản không dùng được tiểu nhị hiệu thuốc bất đắc dĩ lắc đầu nói khách quan không vào chúng ta không trả trả là những dược liệu này đều trộn cùng một chỗ căn bản là không trả được Lý mộ cao mày nói Các người đây là hành phi lừa gạt ác ý Tin hay không Ta bẩm báo nha môn Khách quan lời cũng không thể nói như vậy Muốn áo giả đi lên phía trước giải thích Lão phù lúc ấy nói cho vị cô nương kia Hiệu thuốc có thuốc thượng đẳng Thuốc trung đẳng Thuốc hạ đẳng Là vị cô nương đó nhất định đòi chọn thượng đẳng Con nói càng đắt càng tốt Tiệm ta làm ăn giữ chữ tín Tết tuyệt đối không làm loại việc lừa gạt này Lý mộ mang theo thuốc sắc mặt khó coi đi ra khỏi tiệm thuốc Trả thù Đây chắc chắn là trả thù Liệu hàm yên là cố ý Cố ý mua những dược liệu đắt đỏ này Chính là vì chơi hắn một vố Dù sao đến cuối cùng Toàn bộ tiêu phí vẫn phải do Lý Mộ tự mình thanh toán. Lý Mộ vẫn đã đánh giá thấp lòng dạ của nàng, hại người không lợi mình. Đây là chuyện người lòng dạ hẹp hòi cỡ nào mới có thể làm được. Số tiền này phải mau chóng nghĩ cách trả, nếu không ở trước mặt Liễu Hàm Yên, hắn liền vĩnh viễn sẽ thấp hơn một cái đầu. Chuyện bạc, Lý Mộ tạm thời không nghĩ nữa, hắn về nhà, đóng cửa sân, ngồi ở trên ghế đá trong sân, lâm vào trầm ngâm. Hắn cũng chưa quên đầu sỏ gây nên tạo thành tất cả cái này thật ra chính là bản thân hắn nói xác thực hơn là hắn dùng đạo đức kinh thay thế đạo kinh ý đồ thi triển đạo pháp mà bị cắn trả trên sách nói đạo thuật uy lực mạnh đạo thuật uy lực có mạnh có yếu càng là đạo thuật lợi hại yêu cầu đối với tu vi của người tu hành càng cao nếu là cố thi triển nhẹ thì bị thương nặng thì bất đắc kỳ tử đạo hạnh không đủ bị nó hại ngược. Tuy vừa rồi dạo qua một vòng quỷ môn quan nhưng ít ra đã nói lên một vấn đề. Đạo của hai thế giới này ở trên loại mức độ nào đó là tương thông. Đạo Đức Kinh hoàn toàn có thể thay thế đạo Kinh chân Ngôn dẫn phát trời đất cộng hưởng. Chẳng qua lý mộ bây giờ thực lực quá yếu, không có còn không có thể hiểu thấu đáo huyền bí ở trong đó. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, nhưng cho dù nhưng cho dù cho Lý Mộ 10 cái gan nữa, hắn cũng không dám dùng Đạo Đức Kinh tìm chất nữa. Không biết trừ Đạo Đức Kinh, kinh điển khác của đạo gia có thể hiệu quả của chân ngôn hay không. Đối với đạo giáo cùng Phật giáo, Lý Mộ cũng không phải hoàn toàn không có hiểu biết, dù sau thời gian đó ở trên giường bệnh, hắn chuyện duy nhất có thể giết thời gian chính là đọc sách các kinh điển tối nghĩa khó hiểu kia của Phật giáo và đạo giáo hắn tuy chưa từng xem nhưng nhận biết đối với Phật đạo cũng không chỉ giới hạn ở niệm vài câu lâm binh đấu giải giai trận liệt tiền hành thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh đại uy thiên long đại la pháp chú trong kinh điển đạo giáo lý mộ có thể gọi tên còn có thái thượng lão quân thuyết thường thanh tĩnh kinh thái thượng tam động thần chú thái nhất bạt tội trảm yêu hộ thần chú đương nhiên nội dung trong đó hắn đã sớm quên nhưng cái này đối với hắn bây giờ mà nói cũng không phải là vấn đề lớn lá bùa lý thanh lần trước cho hắn còn chưa mất đi hiệu lực lý mộ mang nó lấy ra dán ở trên trán một cơn mắt lạnh đi qua một số ký ức nào đó đã quên đi liền bắt đầu hiện lên không nguyện phù tiện này khi nào mất đi hiệu lực lý mộ vội vàng cầm lấy giấy bút bắt đầu múa bút thành văn đại đạo vô hình sinh dục thiên địa đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt đại đạo vô danh trường dưỡng vạn vật ngô bất chi kỳ danh cương danh viết đạo phụ giả đạo thiên địa vô cực kiền khôn tá pháp pháp do tâm sinh 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 bất tức thiên địa huyền tông vạn khí chi căn nghiễm tu vạn kiếp chứng ngô thần thông chép xong thái thượng lão quân thuyết thường thanh tĩnh kinh thái nhất bạt tội Tràm yêu hộ thần chú thái thượng tam động thần chú chỉ chép một phần ba lão bùa trên chán lý mộ bỗng nhiên rơi xuống kỳ dán lên lần nữa đã không còn hiệu quả vừa rồi lý mộ dây dây cổ tay đau mỏi màng Lão bùa linh lực hao hết kia cất đi Lá bùa này mà, đối với hắn mà nói có tác dụng thật lớn, lần sau từ chỗ Lý Thanh đòi thêm mấy tấm, hoặc là dứt khoát tự mình học tập vẽ bùa. Đối với phương diện này, Lý Mộ cũng có sự tò mò thật lớn. Chép là chép dấu trí rồi, rốt cuộc dùng cách nào có thể để thực nghiệm là một vấn đề còn chờ suy xét. Ở một thế giới khác, đạo đức kinh có thể xưng là lý đạo giáo, ngay cả nó cũng chưa thể giết chết mình dựa theo lẽ thường cho dù là hắn chép những kinh điển này cũng có tác dụng tương tự với chân ngôn hắn là cũng nghe không có nguy hiểm quá lớn nhưng để ngừa vạn nhất hắn vẫn là một chút chuẩn bị trước